Nhạc sĩ Thanh Dũng qua đời, xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trao đổi với Dinh, chị Thiên Hương, vợ của nhạc sĩ Thanh Dũng cho biết, chồng chị qua đời vào lúc 20 giờ ngày 23 tháng 8 tại Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ thêm với Dinh, trong gia đình, nhạc sĩ Thanh Dũng là trụ cột kinh tế chính, hoàn cảnh gia đình nhạc sĩ rất khó khăn. Nghệ sĩ cải lương Thanh Thế, mẹ của Thanh Dũng, mắc bệnh tim và phải chạy chữa nhiều năm qua. Khi còn sống, nhạc sĩ Thanh Dũng là người tài hoa, anh yêu thương gia đình và hiếu thảo với mẹ. Tôi đang chuẩn bị một số lương thực, thực phẩm để chuyển qua cho gia đình nghệ sĩ Thanh Thế, mong cô và gia đình vượt qua nỗi đau này, nữ nghệ sĩ bày tỏ. Chia sẻ về Thanh Dũng, đạo diễn Thanh Hiệp cho biết, nhạc sĩ Thanh Dũng là người nhiệt huyết với nghề, anh chịu khó học hỏi và sáng tạo từng giai điệu mới cho sân khấu cải lương tuồng cổ. Anh biết cách dựa vào kho tàng âm nhạc cải lương và 20 bài bản tổ của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, góp phần lan tỏa giai điệu ngũ cung trong những sáng tác mới. Nhạc sĩ Thanh Dũng sinh năm 1968, tên thật là Nguyễn Văn Dũng. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, có cha là nghệ sĩ ưu tú Bửu Truyện, mẹ là nghệ sĩ Thanh Thế. Ngay từ nhỏ, nhạc sĩ Thanh Dũng đã gắn bó với sân khấu cải lương tuồng cổ. Lớn lên, ông được nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm, em trai của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng và một số nhạc sĩ chuyên nghiệp dạy đàn organ. Từ đó, nhạc sĩ Thanh Dũng đi theo con đường sáng tác âm nhạc. Những năm qua, ông làm việc tại nhà hát Trần Hữu Trang. Nhạc sĩ Thanh Dũng giữ vai trò chỉ huy dàn nhạc và sáng tác cho nhiều vở diễn. Có thể kể đến như Tổ quốc nơi cuối con đường, Hiu hiu gió bấc, Nỗi đau ngày ấy. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin nhạc sĩ Thanh Dũng qua đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.